Mày fail luôn phải không? Mày Rồi mọi người đưa tay. Trời ơi, nó khoe hoài mà nó không dám, nó càng sườn nhắc nhớ nhắc nhớ. Nói cục này là này có ai tên nào nó vào bà cố luôn mọi người. Em cho tôi chọi thử được bể đầu không? Thôi em chắc nó vô là thương luôn. Nó vào bà cố luôn mọi người ơi. Cái này nếu mà nói thì mọi người đừng cười nha. Tại nó muốn khoe với chị Hằng thôi. Chứ nó đang nó có hộp tủ, nó cất hộp tủ bảo hiểm nó cất đàng hoàng. Mà tại vì nó cầm nó khoe với chị Hằng thôi. Đó có ai vô gia cư nào nó nói có vô gia cư nào được cũng vàng bự tại cái đường nó làm á tiền á là nó dư hết trơn à, nó không có hút sạch, nó không có ăn chơi ăn xài gì hết trơn á, cho nên nó là Cường nó làm là nó dư hết á mọi người, cho nên đó có một cục vàng bự chà bá lửa vậy nè. Thôi nói tao biết bao nhiêu lượng vậy? Cái này nhiêu lượng? 3 lượng 2 chỉ đó. Là từ hồi mà gặp chị Hằng rồi có công ăn việc làm tới bây giờ là dư được 3 lượng 2 chỉ. Ghê chứ mọi người, nói ai tin chưa hả? Cái là thiệt kìa, hỏi nãy giờ điều tra nó nói từ hồi mày chưa có gặp chị Hằng á lúc nào mày có tiền dư không, nó nói có lượm ghe trai dư được 1.000-2.000 không đó. Cái đó thì có sự thật anh à. Anh Sử với lại chị Trinh thấy còn dư mà thấy à. Có dư mà dư cho nên mới ăn cơm gà mỗi ngày dư mới được ăn cơm gà mỗi ngày dạ, còn bây giờ á nó gặp chị Hằng xong rồi từ hồi nó gặp chị Hằng tới giờ nó có một cục 3 lượng cái này á là 3 lượng 2 chỉ mà là thật sự ra cái này á là của con á là nó theo con là cái chục năm rồi đó là cái kỷ vật là tại vì đó là hồi xưa á ba má còn sống á thì là ba má có mua xong rồi mới là đem đi ra ngoài tiệm nhờ nó đốt rồi thành một cục một cục đó thì mua 5 phân 1 chỉ 5 phân 1 chỉ rồi 2 chỉ 3 chỉ 5 chỉ rồi đấy hồi xưa á là vàng á là một lượng hình như là có hơn 1.000 đồng mà hồi xưa đó nha chứ còn phải như bây giờ là một lượng là 2.400-2.500 nhưng mà khi mà ở đây đem ra tiệm vàng hỏi cái cục này á là gần 10.000 đô tin không, nói ra thì không ai tin nhưng mà là thật sự thì gì nó bự lắm nó nặng chịch à nó nặng là hơn hình như là 4.2 ounce á chị tuy nhiên nó là hơn 100 gram á anh nè vậy chị coi cô bác coi nặng lắm rất là nặng luôn nặng cái lắm. Này chọi một cái á là bể cửa kính xe luôn đó bể kính xe sợ mất vàng luôn mai mốt đừng nói tao chọi lấy vàng tao chọi bể đầu rồi chảnh bà cố không thì thật sự ra là thưa các cô các bác các chú thì là từ cái ngày mà con biết là chị Hằng chưa, lúc đó là con chưa biết chị Hằng đâu, con biết những người YouTuber khác nữa nhưng mà không có ai giúp cho con lên hết đó. Nhưng mà từ khi mà có chị Hằng thì là con cũng có nói với chị Hằng là em sẽ không làm cho chị mất mặt. Cái câu nói này là em có nói với chị là cách đây là nửa năm về trước là đó thì là từ cái ngày mà con cái hồi mà con chưa có gặp chị Hằng đây á là con gặp những người mà YouTuber khác thì đó là con cũng có nhờ những YouTuber khác thì nói chung là chỉ là được một cái con gọi là con số 0 thôi nhưng mà tại vì đó là con sống bằng cái nghề gọi là đi nhặt ve chai thì hiện bây giờ tuy là con đã có được việc làm rồi đã có chỗ ở rồi nhưng mà con nếu như mà các cô các bác có thương con thì cho con đồ ve chai thì mang đến tiệm cơm gà Nam An ở dưới Downtown San Jose. Địa chỉ là 348 hay là 384 East Santa Clara ở dưới Downtown á, tiệm cơm gà Nam An thì con vẫn còn nhận recycle đó chứ con không có bỏ. Tại vì cái đó theo con nó là gần 20 năm rồi, 17 18 năm rồi. Còn mà nói về cái cục vàng này đó thì là thật sự ra đó là cái hôm bữa mà bị tai nạn xe thì con cũng có nói rất rõ ràng là con bị mất 3 cái chiếc nhẫn. Cái này là con vẫn còn nhớ là hôm tháng 4 là con nói con bị mất 3 cái chiếc nhẫn nhưng mà không ngờ là con lại lấy được. Rồi đó là dồn lại cục. Con mới dồn lại thành một cục. Tại vì nói chung á là những cái kỹ vật là của mẹ là từ cái 5 phân 1 chỉ 2 chỉ, cao nhất là 5 chỉ à chứ không có cái một lượng. Thì mình gom lại đó thành ra được một cái cục này. Nhưng mà tại vì hồi lại tiền đi làm dư nữa. Dư nữa nhưng mà đâu có xài gì đâu. Nhưng mà bây giờ mỗi tháng nè, đi làm là được gần mấy ngàn. Ngàn mấy à, còn phải đóng tiền thuế nữa chị. Chứ đâu có phải. Mỗi tháng là lãnh, đúng. Lãnh về là 1.000 mấy thôi hả? Đúng, phải đóng thuế nữa chứ bộ. 2 tuần lãnh lần, mỗi tháng khoảng ngàn tiền thiếp là luôn có 2.000 á. Thiếp là hơn 2.000.
từng tiếp rồi luôn, rồi mỗi tháng tính em cần thu nhập khoảng hơn 2.000, chỉ có mướn phòng 500 đồng mà. Rồi gửi về lo cho thằng con đi học. Thằng con mấy trăm? Thằng con á thì là cho là mỗi tháng thì cho 200 kia 300, nhưng mà trong tháng này là cho 400 đồng rồi. Đây nè, cho tiền ăn, tiền lo cho thằng con, tiền mướn phòng là mỗi tháng là bay bức 1.000 đồng. Bức 1.000 đồng mà tiền xăng cộ là không có, tại đi không có xe đâu. Tốt cho nên sao? Là tính sơ sơ là mỗi tháng cho Cường dư 1.000 đi. 1.000 đồng, nhưng mà tại vì á là hôm vừa rồi á là thằng con là nó có kêu em á là ba mua cho con cái máy tính laptop đi, chị mua cái máy tính đời cũ có 100 mấy 200 mà. Gửi về chưa? Gửi về rồi hôm là hôm từ hôm mà em biết chị là gửi về hôm tháng 4 á, lúc mà bị tai nạn á là gửi rồi. Thì á là mua có 100 mấy 200 máy tính sách tay cũ mềm mà, chứ đâu phải mua đời mới đâu. Nó còn nít mà mới 6-7 tuổi. Bây giờ khoe cục vàng này, thấy ba gửi cục vàng về cho con đi. Không, nhưng mà thì thực sự ra đó là cái này đó là cái kỷ vật nó theo con đó là rất là lâu rồi, chứ không phải mà mới đây. Tại vì á con đó là nào không có tệ nạn của gọi là của xã hội. Cầm cục vàng để lên gì ơi, để vô ngay miệng ra hung đó ngay. Đây là bự lắm á nha các cô các bác, chú bự lắm. Nói, tại vì á các cô các bác ở Việt Nam á hoặc là trên toàn thế giới có nghe nói đến cường đô la ở Việt Nam thì giờ cường đô la ở Mỹ. Dữ chưa, quá dữ luôn á nha. Ông nói ổng là cường đô la ở Mỹ đâu, ông có một cục vàng quá sao bự đó nha mọi người. Không, từ hồi đó là ổng muốn khoe với chị Hằng. Ổng xách qua nè, bữa nay á là đi qua đây nhờ anh Don làm nè, bật cho quảng cáo, cài cho cái YouTube để bật quảng cáo được rồi đó. Thì bây giờ á thì cài để xin để bật, nhưng mà mình gửi cái thư đi, xong mới chờ cái YouTube nó gửi cái thư về, nó chấp nhận thì lúc đó mình bật. Là bật quảng cáo rồi xem có tiền YouTube nữa là đó là vàng chuẩn bị đi vô túi nữa rồi đó. Phải không? Thì á là nè từ cái ngày mà nè biết chị với lại ông xã đó thì nói chung á là cuộc đời thì nó cũng phải là thay đổi. Thì con người khi lên voi lúc xuống chó mà chị đúng không? Chứ đâu có ai mà muốn mình xuống dưới kia hoài đâu ơi. Em là ở trên bờ chứ em không phải là ở dưới suối. Cho nên nó là em ở trên bờ thì bây giờ phải lên cao cái bờ chứ, thì lên trên núi luôn. Thì nói chung á là bây giờ cũng... là lên núi đó. Bây giờ dạ. Cường đây là Cường đô la bên Mỹ, là Cường đô la lên núi đó nha. Thì bây giờ nói chung á là cũng biết ơn anh chị thì cũng rất là nhiều, lại cũng cảm ơn anh chị với lại cộng đồng mạng với lại anh Thanh đã giúp cho em có được cái chỗ làm, nói chung là vừa ý và hợp ý của em luôn. Thì á là cái hồi mà lần đầu tiên mà em bước vô em làm á thì là bé Kim là người đầu tiên chỉ cho em. Chỉ cho em thì lúc đó chị cũng có quay, chị cũng làm chứng. Thì á là bé Kim mới quay em á, bé Kim mới chỉ cho em á, chỉ có mấy phút đồng hồ mà em đã biết hết cái công việc ra rồi. Thì thật sự ra cái nghề chạy bàn á là nếu như mà các cô các bác ở thành phố San Jose thuộc tiểu bang California thì đương nhiên coi trên YouTube thì cũng sẽ biết con là, tại vì hồi xưa con là chạy bàn ở nhà hàng Kiên Giang nằm ở trên đường Monterey đối diện cái Nghĩa Trang, nằm trên đường Kirtner đó, là con làm là chỉ có 3 người chạy bàn thôi, đó là con là 1, anh Công là 2 và anh Nhân là 3. Ba người chạy bàn đó là nhà hàng Kiên Giang nằm trên đường Monterey đối diện cái Nghĩa Trang nằm trên đường Kirtner. Thì bây giờ là cái nhà hàng Kiên Giang đó đã là không còn nữa. Thì đó là thì khi mà nó đã không còn nữa rồi thì bắt đầu là con mới là suy sụp, nhưng mà thì bây giờ mới vô gia cư. Bây giờ thì bây nó giờ cũng đã vô gia cư rồi. Đỡ rồi. Thì nói chung là cũng cảm ơn vợ chồng chị với lại anh Thanh rất là nhiều, và cộng đồng mạng yêu thương con, yêu thương em. Thì trong những lúc mà em kêu là khó khăn, nói chung á là một miếng khi đói mà bằng một gối khi no, thì lá lành thì cũng đùm lá rách. Đầu tiên là cũng có anh Phương giúp em nữa. Anh Phương nữa đó, anh thì Phương cũng với anh Quang. Đúng vậy, thì cái đầu tiên chị quay lên là anh Phương với anh Quang giúp em là đầu tiên. Dạ đúng rồi, thì nói chung sau đó công việc đó em không có hợp. Không có hợp với công việc làm nghề điện. Nhớ nhiều quá, khó nhớ quá. Không, nhưng mà nói thôi do làm nhà hàng đi, lúc đó mới chị Hằng mới đi xin anh Thanh cho làm nhà hàng. Thì thực sự ra là con cái nghề mà con hợp nhất á đó là chạy bàn. Tại vì á là một khi mà con đã vô trong tiệm cà phê rồi là nói chung là con đã có cái cuộc sống mới. Chứ nó không phải mà cái cuộc sống cũ nữa. Thì cái cuộc sống cũ của con đó là đi lụm ve chai. Mà là thiệt đúng, đi lụm ve chai thì nói chung á là sáng sớm
là mặt trời mọc là đi xách cái bao đi lồng thì đi lụm từng cái lon những cái thùng rác. Thì đương nhiên là các cô các bác hiểu là những người mà vô gia cư thì họ sống bằng cái nghề đó, đi lụm lon hoặc là đứng ở giữa đường mà để cái bảng là homeless cần cần sự trợ giúp cho tiền, những người đứng ở giữa đường á đó. Nhưng mà con á là con không có đứng ở giữa đường mà xin tiền như vậy, mà con phải tự bươn lên tự kiếm sống mà đi nhặt từng cái lon. Thì khi mà con đi nhặt từng cái lon như vậy đó, mà người ta cũng hỏi con á, vậy em sống như thế nào ra làm sao? Cái này là con nói thật luôn, em nói thật luôn, con đi lượm lon, con được anh Sĩ và chị Trinh là chủ tiệm cơm gà Nam An là thương cho để lon. Hồi sáng này trong ngày hôm nay thì con cũng có xuống với Đào Thao, xuống với cái tiệm đó thì ở lại gặp vợ chồng anh Sĩ. Thì nói chung á là vợ chồng anh Sĩ thì cũng có hỏi chị là ủa sao không thấy chị ghé ăn cơm, cái này làm em nói là thật sự 100%. Thì ở làm em coi lại đóng đồ nghề của em thì nó vẫn còn, nhưng mà anh Sĩ nói là hôm vừa rồi bị giang hồ nó lấy mớ đã, tại vì người ta đem đến cho người ta để ở ngoài chứ ta không để bên trong, để ở ngoài thì nó nên mất. Nhưng mà sáng này thì em quay thì em cũng có nói là các cô các bác thương cho con thì để ở bên trong chứ đừng có bể ở ngoài, bể ở ngoài là mấy thằng Mỹ đen là nó sẽ qua rồi sẽ chập đi liền. Thì để ở ngoài đó đâu biết của ai đâu, thì đương nhiên là nó phải chập. Thì ở là từ cái ngày mà, nhưng mà thi là bây giờ là nói chung là con cũng đi vòng vòng ở dưới đó. Thì ở là con cũng mới gặp một người nhưng mà không có tiện nói tên ra. Thì ở là người này cũng là biết em là 10 năm rồi, họ là vô gia cư. Ảnh tên là anh Lộc. Dạ, ảnh tên là anh Lộc. Thì ở là anh nói với con đó là họ rất là bức xúc lắm, tức lắm. Nhưng mà là cũng có nhiều người, tại vì trên trái đất này nhiều người tên Lộc lắm thì đâu biết ai là Lộc nào đâu. Cho nên con nói đại cái tên là tên Lộc đi chứ không phải là con. Nhưng mà còn cái tên thật của cái người đó thì con không có dám nói ra. Cái này là con nói vậy là các cô các bác các chú hiểu. Thì ở làm nè, cho nên đó là khi mà con làm được ở trong tiệm của anh Thanh rồi đó là cố gắng. Tại vì đó là sáng sớm là vô chủ yếu là mình lau bàn, lau ghế, rồi là sắp xếp này nọ, rồi đó là mình đi lấy thuốc mà mình đổ vô để mà mình lau, rồi mình lau, rồi mình tưới cây này nọ, nói chung là mình làm đủ thứ chuyện đó, nói chung là không từ bỏ một cái công chuyện gì hết á. Thì khi mà em nói với anh Thanh á, cho dù anh có kêu em rửa cầu tiêu, hốt cái gì tầm bậy tầm bạ dơ bẩn này em cũng hốt nữa. Không, nhưng mà cái trong công việc phụ là clean up cầu tiêu là ai cũng phải clean á. Đúng. Tại vì cái đó là làm không có nhà vệ sinh nữ thì nữ làm, còn nhà vệ sinh nam thì nam làm. Nhưng mà mấy đứa chồng chồng không có. Đó, thì ở là mà nói chung á là anh Thanh thì ảnh số 1 rất là tốt bụng, ảnh muốn nâng đỡ những người vô gia cư lên. Anh Thanh là tạo cái công việc cho các anh em và các chị em vô gia cư để mà cho họ có cái cuộc sống ổn định. Không muốn họ nằm ở ngoài đường hay là ngủ ngoài đường trong những lúc mà trời mưa, gió lạnh lẽo như em đây thì là 7 năm trời. Thì đương nhiên đó là người ta cũng có hỏi em đó là mình ở như vậy, tắm rửa ra làm sao, ăn uống như thế nào, vệ sinh ra làm sao. Thì con đều trả lời rất câu rất là ngắn gọn là cái lần đầu tiên em gặp mặt chị thì em cũng có nói rất rõ ràng là em uống nước thì là em lại mấy cái chỗ mà nhà của người ta có cái ống nước mà dài thật là dài, người ta tưới cây á, thì lấy những cái đó mà mình uống, cái đó là em nói là sự thật. Tại vì vô cư tụi em đâu có tiền, chị biết chị đi lụm lon bữa được bữa cái chứ đâu phải bữa nào cũng quá trời đâu, cũng phải có bữa được bữa cái. Chị nói từ bữa được bữa cái là chị hiểu rồi. Rồi á là em được người ta thương, người ta cho em thêm nữa. Thậm chí mà khi mà em đi lụm lon vậy là em cũng phải phụ cho cái nhà thờ của người Mỹ là đạo Tin Lành. Là họ cũng cho ăn cơm mỗi tuần lễ ngày chủ nhật hàng tuần. Nhưng mà bây giờ là cái nhà thờ Tin Lành đó đã là không còn nữa. Thì đó là khi mà cái ông cha ông đã không còn nữa rồi đó, ông đi qua bên tiểu bang khác mà giáp ranh với lại gì Canada, Washington State cái chị. Ông ở bên ông ở lại con gái của ông, ông cũng là dân mà gọi là đại bàng thứ thiệt á. Nhưng mà ông thương những người vô gia cư, ông là thương em nhất. Tại vì á khi mà ông thấy em nằm ở ngoài đường như vậy đó, ông đại ông kêu em thì em cũng đưa giấy tờ vợ cho ông, con nói con có giấy tờ đàng hoàng này chú. Mà ông thấy em có quốc tịch Mỹ, có passport Mỹ đàng hoàng. Ông giữ cho em. Rồi là ông kêu em nói là con phụ chú đi ngày chủ nhật hàng tuần,
dọn qua dọn ra khoảng chừng có chưa đến 10 cái bàn, có 4-5 cái bàn à, rồi dọn ra 15 cái ghế cho những anh em vô gia cư khác lại ăn. Lúc đó thì ăn cơm thịt bò, lúc thì ăn cơm thịt gà, lúc thì ăn cơm thịt heo, lúc thì ăn hamburger, hot dog và pizza. Mỗi tuần lễ có những nhóm từ thiện cho đồ ăn khác nhau, chứ không phải mà ăn đồ ăn giống nhau. Ví dụ hôm chủ nhật tuần này là Mễ cho, chủ nhật tuần tới Việt Nam cho, chủ nhật tuần tới nữa tụi Hàn Quốc tụi Tàu cho, cứ mỗi tuần lễ mỗi đồ ăn khác nhau. Thì á là nè, em cũng có nói với chị á là em sẽ không làm cho chị mất mặt, nhưng mà là thiệt, đúng như cái câu của em giữ đúng cái lời hứa đó. Cho nên á là chị là mới là thương em. Nói vậy đem thì... cục vàng lại khoe à? Cho nên có kênh ghiền sao không tự khoe mà đem lại khoe với tôi muốn khoe ở đây hả? Đó, giờ khoe cục vàng lại nói đem lại khoe với chị Hằng. Cái cục này á là 3 lượng 2 chỉ. Ở nước Mỹ này chưa có người nào mà dám đeo cục này đâu. Nó thật sự ra nó rất là nặng nha thưa các cô các bác. Nặng lắm. Không có đeo được. Đó là để cái này trọn cái coi thôi. Đó chỉ có để coi thôi chứ không có đeo được. Nó rất là nặng, nặng lắm. Thì ở làm cho nơi nó là nói chung á là bây giờ thì con cũng đỡ rất là nhiều, nhưng mà con vẫn còn nhận đồ ve chai. Thì các cô các bác có thương con có ve chai thì xin mang đến tiệm cơm gà Nam An giúp cho con, tại vì con không có mà cái phương tiện đi lại mà là thật sự. Nhưng mà khi mà con đọc những cái bình luận, có nhiều người người ta nói với con á là thằng này nó không có bệnh, nó bệnh giả bộ và bệnh xạo để câu view câu like, nhưng có chị Hằng, có ông xã của chị Hằng làm chứng là em bị bệnh thật sự 100%. Anh chị là người chở em đi vô trong bệnh viện rồi đón em ở trong bệnh viện về. Nhưng mà khi mà em đọc được những cái bình luận của người ta nói em thằng nó không có bị bệnh gì đó, nó giả bộ lấy cái bê dại để băng bó trên tay cho thành bị bệnh. Thì đâm ra là khi mà em đọc được những cái comment đó thì nói chung là rất là tức. Cái đó đâu có giả bộ được. Dạ. Cái đó là tai nạn xe mà, đâu có giả bộ. Thôi kệ đi. Một khi người ta muốn nói á, người ta muốn nói gì ta nói, người ta không có khe cái đứa đúng hay sai. Cho nên là mình không có cần trách. Dạ. Đó, chị cũng nói chung á là anh mà. Với chị thấy là em bị bệnh thật sự. Dạ. Nhiều khi người ta muốn nói là người ta không có cần biết là sai đúng cái chuyện đó đúng. Dạ. Nhưng người ta cũng cố ý người ta nói thì, cho nó sai chơi. Dạ. Vậy đó khi mà là, cái đó là cộng đồng mạng là vậy. Khi mà ngày hôm nay á là nghe tin là chị yêu của em họ bị cảm cúm sổ mũi thì á là em á là từ ở nhà đi bộ đến đây, thì tuy là không có mang cái gì ở trong tay để biếu chị yêu của em, nhưng mà sẽ có dịp đãi chị yêu đi nữa. Mang cùng vàng sẽ có dịp mang đãi chị vàng và biếu chị yêu mới ghê đó chứ. thì là sẽ có một ngày đãi chị yêu ăn uống gì ăn nữa. Thì nói chung là mình cũng phải sống, cũng phải biết ơn, cũng phải biết nghĩa. Miễn sao chứ không em. Phải mà sống mà mình gọi là ăn cháo đá bát, ăn không không có cần ơn nghĩa là mấy cái miếng ăn đó đâu. Bây giờ miễn sao thì em sống tốt nè, rồi em biết mình biết sống tình, sống nghĩa, sống lý lẽ rồi, vậy là chị vui rồi, chứ không cần cho chị ăn gì, không có cần cho chị gì hết á. Chị nói thiệt, mà chị thấy em làm biết có để dành dụm nè, dư tiền nè, rồi sống tốt, chịu đi làm, đó vậy là chị vui rồi. Thì là mà hôm tuần vừa rồi là con là nghỉ ngày thứ tư và ngày thứ năm hàng tuần, nhưng bây giờ là con nghỉ lại là ngày thứ hai và ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Dặn nhỏ lửa. Thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là con đi làm, thứ hai nghỉ, thứ ba đi làm, thứ tư nghỉ. Thì đó là làm ở chỗ này thì là số 1. Các cô các bác, các chú các anh các chị nếu ở thành phố San Jose thuộc tiểu bang California miền Bắc của Hoa Kỳ thì xin hãy đến ủng hộ cho anh Thanh. Tại vì đó là anh Thanh đó là người giúp đỡ cho con và cho tất cả những anh em vô gia cư khác để các mà cho có cái cuộc sống tốt đẹp. Thì là con cũng mong các cô các bác anh các chị nhớ đến ủng hộ cho anh Thanh để mà cho anh Thanh có tinh thần để giúp đỡ cho những anh em vô gia cư khác nữa. Thì con cũng mong các cô các bác đến tiệm Coffee Lover nằm ở trên đường Tully Road. Địa chỉ là 1696 Tully Road, đối diện tiệm bánh mì Hương Lan Sandwich. Thật ra anh Thanh, khi cái tiệm của anh Thanh vẫn đủ người làm, nhưng mà khi
Thằng hỏi anh Thanh ơi có cần người không cho em gửi người này, cái thì anh Thanh sẵn sàng liền à. Sẵn sàng nhận liền mặc dù đủ người làm mà. Chứ anh Thanh nói bây giờ công việc của anh khỏi cần mướn người đó cũng được, nhưng mà nhận vô để cho họ làm, để có công việc để làm, họ có cuộc sống vậy thôi, có tiền cho họ sống tạm trong cái lúc cần tiền là anh nhận liền à, vậy thôi đó. Cho nên Thì nói nói chung là là anh Thanh là gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát. cho nên Quan Thế Âm Bồ Tát anh Thanh là người rất có cảm cái ơn trái anh Thanh tim, luôn á. là người có cái trái tim gọi là nhân hậu, nhân ái, thì ở là giúp đỡ cho tất cả các anh chị em mà vô gia cư, thì cũng giống như con đây, thì ở là tuy con ở trong một cái con hẻm nó nhỏ nhưng mà chỉ là có cái lều, là có cái bạt, cái bạt để che lên cái lều để cho tránh những cái cơn mưa nó nhiễu xuống, nói chung là chống bụi bặm mà chống trời mưa. Nhưng mà là thì mấy cái đó đó là tự động mà con lấy tiền ra mà con đi mua, chứ con không xin. Con chỉ xin nó là quần áo, rồi cái gối và cái gối ôm, thì cái đó thì là có thật sự. Nhưng mà còn đồ ăn á, thì là có người cho con, là cái người mà đối diện đó là bên văn phòng bác sĩ Tô Ngọc Ẩn, nhưng mà nói chung là lâu lâu mới có một lần chứ không phải mà có mỗi ngày. Rồi đó là với lại bên nhà thờ người ta cho, thì nói chung á là họ cũng giúp đỡ cho những người vô gia cư rất là nhiều, nhiều lắm, nói chung là kể không hết luôn á. Vậy thôi giờ thật sự cái cuộc sống của Cường là tốt như vậy là mừng rồi nè, mong là Cường cứ giữ mãi những cái phong độ của mình như vậy ha, rồi mình đi làm rồi mình cứ siêng năng trong công việc làm, rồi vui vẻ hòa nhã với bạn bè trong sở làm đó, đó là một cái tương lai của mình bước đầu là Cường là đã như vậy là Cường tốt lắm rồi. Những cục này thấy nó À, nặng quá. đó rồi hả, được tiền được làm dư tiền ra rồi sắm vàng. Thật ra cái này em Cường khoe vậy thì chắc chắn là những cô chú bác ở đây sẽ nói là sợ nguy hiểm, nhưng mà ở bên Mỹ đây thì có mình đi mở những cái hộp tủ bảo hiểm ở nhà băng á, mình cất cái này chứ mình không có cất ở trong nhà, cho nên đây thì Cường muốn khoe với chị Hằng thì Cường lấy ra Cường khoe vậy thôi, chứ thường ngày thì Cường nó đi cất trong mấy cái hộp tủ bảo hiểm hết á, nghe cô chú bác khỏi cần sợ. Nhưng mà nếu như các cô các chú các bác có thương con thì cho con đồ ve chai thì con lấy, con Giờ vẫn còn là nhận đồ ve chai chứ con không yeah, có bây giờ bỏ là nha, ổng cứ xin đồ ve đồ chai để mà ổng kiếm thêm vàng nữa. ve chai, đồ ve Tại chai kiếm thêm một vàng. cục này ổng muốn kiếm thêm cục bự hơn nữa, cho nên giờ đi làm có tiền nhưng vẫn tiếp tục xin đồ ve chai. Vẫn tiếp tục xin đồ chai là À, không không không, cái đó là không và có bỏ được. gán đi cài YouTube trong một tuần, trong một tuần thì có 2 ngày nghỉ là bắt đầu đi quay cuộc sống San Jose, đi ăn cũng cho mọi người coi hôm nay Cường ăn cái gì, hôm kia Cường ăn cái gì đó. Đó là đây là một cái hình thức Cường cũng có ý chí mà trong cái công việc làm. Nói chung á là con là có ba nghề lận, chạy bàn là một, lụm ve chai là hai, YouTube youtuber luôn là ba, đó, lúc cái ngày đi ba xuống nghề mà bán ve chai cũng quay được YouTube cũng luôn quay luôn đó, đó cũng là một cái hình hay thức là kiếm bốn cái tiền được luôn. nghề. À, thật ra con người mình cố gắng á thì không có cái gì là không được hết Thì trơn, đương nhiên có công mài đúng sắt thì có không? ngày nên kim À, mà. nào mấy cái ngày trong tuần cái ngày kia thì đã đi làm rồi, rồi ngày nghỉ đó 2 ngày đi lượm ve chai bán ve chai mà làm được YouTube luôn là làm Thì được 3 cái luôn, trong một tuần làm được 3 chuyện đúng luôn rồi, đó, thì không thì đó dư cục là vàng bự sao được nè, đó. thì đó là nè, tuy đó làm quay đó, thì đương nhiên thì có các cô các bác các chú hỏi đó là cái phương tiện ở đâu mà con đi, thì con sẽ trả lời luôn là xe buýt công cộng, mỗi một lần đi là 2,50 đồng, dù là mình đi một trạm hoặc hai trạm hay là đến ngay cái bến của tụi, đến ngay cái bến xe buýt luôn á cũng vẫn là 2,50 đồng. Còn mình muốn quay xa hơn nữa đó, là đi lên San Francisco là đi xe gọi là xe Caltrain á là khoảng 20 đồng vé, bận đi bận về cho là 50 đi, cho là 100 đồng đi, mình lên trên trển mình cũng phải ăn cũng phải uống vậy, thì cho là một ngày tốn 100 đồng là đi Caltrain á. Nhưng mà nó thôi đi vòng vòng ở vòng vòng ở San Jose được rồi. Nói chung thì là quay là chủ yếu là cho các cô các bác ở những quốc gia khác hay là ở Việt Nam gì đó coi để cho biết, chứ thật sự ra dân ở California coi hoài cũng thấy Coi chán, hoài cũng thấy chỉ có chán. những cô bác ở những quốc gia khác như là Việt Nam hay là Âu Châu Á Châu gì đó thì chưa biết cái tiểu bang Cali thì đương nhiên đó là sẽ thích, còn mà dân ở California ở thành phố San Jose coi rất là thường quá rồi. Thì là
Con biết là có nhiều cô, các bác, các chú ở những tiểu bang khác muốn cho con recycle nhưng mà không có cho được. Tại vì xa quá, làm sao không để thời miền chiếc máy bay chở nguyên đóng về chạy qua bên đây. Đó, thì đương nhiên là con xin ve chai là chỉ ở trong cái tiểu bang California thuộc thành phố San Jose mà thôi. Chứ còn xa hơn nữa như là ở San Francisco hay là ở dưới Los gì đó thì con sẽ không có nhận. Tại vì xa quá. Tại vì mất công là họ sẽ chở ở đây thì tốn tiền xăng. Nói chung là đủ thứ hết á. Thì con chỉ nhận là ở trong thành phố San Jose ở tiểu bang California mà thôi. Vậy bữa nay có phim gì chưa? Có rồi. Nhưng mà ngày mai em mới vô trong tiệm thì sử dụng wifi ở trong. Tại vì wifi ở trong là số 1. Mới đăng được wifi. Giờ là rất là nhanh. Thì cho nên đó là ngày mai là con sẽ vô trong tiệm là con sẽ đưa lên. Nhưng mà đó là con đưa lên đó thì là cũng có nhiều người ta coi, người ta mến, người ta thích. Nhưng mà tại vì đó là con có sao thì con nói vậy thôi. Con quay chỗ này là khách sạn thì con nói khách sạn. Bây giờ không lẽ quay khách sạn nói chỗ này là bệnh viện thì sao được. Đó, quanh sao thì nói vậy thôi. Nhưng mà là hôm vừa rồi đó là em cũng có quay một cái khách sạn này rất là nổi tiếng. Nhưng mà ở tiểu bang California thì cũng có người biết và cũng có người không biết. Đó là nằm ở trên đường số 1, đường Market Street á. Là cái khách sạn này đó là của một người, đó là doanh nhân tỷ phú người Mỹ trắng. Mà ở một đêm thì nó không có rẻ đâu nha. Tùy phòng chị. Có phòng thì một đêm là 2-3 ngàn, có phòng đêm 10 ngàn cũng có. Tùy phòng, chứ không phải phòng nào giá tiền cũng giống nhau cũng có. Giờ vô ngủ một đêm, vô nằm xuống có ngủ thôi à. Mà 10 ngàn chi uổng quá, chắc thức suốt đêm ngồi để đi xung quanh dọn. Thì nói chung là thì là con cũng biết rằng là có nhiều cô, nhiều chú, anh chị hỏi con có tính về Việt Nam thăm thằng con không? Thì đó là sẵn đây là con sẽ trả lời luôn này, nhất định là con phải về. Tại vì đã là 7 năm rồi mình không biết mặt con mình chỉ thấy nó qua cái hình ảnh hay là nói chuyện qua Zalo, Viber, gì Facebook thì thôi chứ. Nhưng mà vẫn có lo cho con phải không? Dạ thì cái đó thì từ khi có tiền bây giờ vẫn có lo phải không? Có, thật sự hồi có. Trước vô gia cư có lo không? Có, toàn tháng có 100 đô à. Vừa lượm lo tháng 250 để cho 250 chắc nhìn đói quá. Tại sao này là mới có mới cho nhiều. Dạ thì nói chung á là cũng làm nhờ chị, lại nhờ anh Thanh, thì nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ. Thì đương nhiên á là chắc chắn là con phải đi về Việt Nam thăm thằng nhóc một chuyến là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, đó là cả gia đình nhà con bên Việt Nam đã không có còn nữa. Là ruột thịt đó là coi như là đi hết một lượt rồi. Để mà con kể cho các cô các bác chú nghe về cái chuyện tâm linh. Cái chuyện tâm linh này là nó có thật sự 100%. Chính bản thân của con nói có trời đất làm chứng luôn. Là năm 2013 là con ở cái xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh. Thì là vợ con thì bỏ con là đi xuống dưới tỉnh Bến Tre. Con thì con ngủ ở trong một cái phòng gọi là mình gọi là cái nhà trọ đó mình thuê. Thì đó là con ngủ là con thấy mẹ con bà hiện về mà nói con một cái câu nói này đến bây giờ mà con vẫn còn nhớ luôn. Thôi con đi theo mẹ chê cho nó vui. Là biết là mẹ muốn nói cái gì rồi. Thì sáng ngày hôm sau là con mới là đi hỏi những bác lớn tuổi khác. Con thấy mẹ con như vậy, nói con như vậy. Thì các bác đó chỉ thôi con mua đồ chay cúng cho mẹ với lại những món đồ chay mà mình biết nấu thì mình cúng. Thì đương nhiên là khi mà con cúng con vái rồi đó thì là coi như là con sẽ không có còn thấy những cái chuyện đó nữa. Rồi nói chung là còn những cái nhiều cái chuyện tâm linh mà con đã thấy rất là rõ ràng nhiều lắm. Nhưng mà con kể không có được hết sợ, mất công chị yêu đây cầm mỗi tay nữa. Thì nói chung mới là con là chuyện tâm linh là chính là con gặp là ba mẹ con là nhiều nhất luôn. Rồi hôm nào đó cái là Cường muốn kể đó là cái Cường kể trên cái kênh của Cường cho bà con cô bác. Dạ đúng vậy. Từ bên chị Hằng nè qua đăng ký rồi coi là để mà. Dạ. Nghe thì cái chuyện những câu cái, chuyện tâm linh. Cái chuyện tâm linh đó là chính bản thân con là con gặp là có sự thật 100% là do ba mẹ con hiện về. Nhưng mà trong vòng là 7 năm nay rồi là con không có thấy nữa. Tất nhiên là con nghĩ rằng là chắc là đi đầu thai rồi. Thì đó là siêu thoát là tốt cho ba mẹ thôi. Cái năm 2017 là cách đây khoảng 4 năm về trước, mới coi 17 đúng rồi, 4 năm về trước. Thì lúc đó là con nằm ngủ ở ngoài đường. Thì là con có một cái sự gọi là linh tính ở trong người á. Linh tính ở trong người.
thì con mới gọi điện thoại về Việt Nam, con nói chuyện với một người chị, gọi là chị bà con. Chị bà con nói với em một cái câu nói này mà đến bây giờ mình vẫn còn nhớ luôn, là cách đây 4 năm. Cái hũ cốt của ba má mày có người đem rải rồi. Thì đúng y chang. Y chang luôn. Thì lúc đó là mẹ ba báo cho biết, mẹ ba báo cho biết. Thì đó là cái người mà đem rải là em không tiện nói tên ra. Rải ở núi Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai. Nhưng mà thực sự là cái núi Bửu Long, Biên Hòa, Đồng Nai này con không có biết nó nằm ở chỗ nào. Nhưng mà nếu con có Việt Nam được thì nhất định con phải hỏi cái người ở bên Việt Nam thì người ta biết. Người ta sẽ chỉ cho mình cái núi Bửu Long, Biên Hòa nằm ở đâu. Sẽ hỏi người ta để mà đến cái chỗ đó mà thắp hương, cúng cơm chay cho ba với mẹ. Nói chung là mình mong cho ba mẹ. Nhưng mà thì theo em nghĩ rằng ba mẹ thì đã cũng đã đi đi siêu thoát rồi. Nói là như vậy. Là cái chuyện mà gọi là tâm linh là chính bản thân em là em thấy là thấy rõ ràng luôn. Nhưng mà nói ra đó thì các cô các bác sẽ không tin. Nhưng mà nếu như mà các cô các bác mà ở trong gia đình mà có người thân qua đời thì đương nhiên đó là các bác sẽ hiểu được cái lời của con nói đó, đúng là có sự thật. Còn có nhiều người ta nói ôi gia đình nhà tôi đâu có ai mất đâu, cho nên cứ dù có kể tôi cỡ nào đi tôi cũng sẽ không có tin. Nhưng mà có những người họ nói như vậy, họ nghĩ như vậy. Nhưng mà những người mà ở trong gia đình có người thân qua đời, dù là con, dù là cháu, hay là dù ông bà cha mẹ gì nữa, cái chuyện tâm linh nhà nào cũng phải có hết. Chứ không phải mà không có. Cho dù mình đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đều phải có cái chuyện tâm linh hết á. Chứ không nói gì riêng là đạo Phật. Ok, thôi rồi bây giờ là khoe vàng muốn đã xong rồi ha. Rồi chờ cái YouTube nó gửi email về, nó cho bật quảng cáo khi nào. Rồi lúc đó là bật quảng cáo. Hy vọng thì mỗi tháng kiếm thêm được vài trăm nữa, cũng có tiền gửi về cho con, cũng đỡ lắm. Không mà, con cũng mong các cô, các bác, các chú nhớ ủng hộ cái kênh của con, đó là Cuộc Sống Sao Dê. Tại vì đó là cái kênh, tại vì cái hồi mà con chưa có là người vô gia cư á, là con đã làm YouTuber trước chị Hằng rồi. Là cái tên YouTube của con là Cường Vũ. Nhưng mà khi mà con không có làm nữa là con mới là vô gia cư, là 7 năm nay thì con mới là, từ cái ngày mà con gặp mặt chị Hằng lại con mới làm về cái YouTube là cái mới được có 2 tháng nay thôi. Đó là cho nên con mới lấy tên là Cuộc Sống Sao Dê. Thì đương nhiên đó là có nhiều kênh YouTube khác nhau, có người đó thì lấy tên là Bầu Trời Kali, chị lấy tên chị Hằng Kali và những người YouTuber khác nữa. Thì cho nên là con thấy cái kênh Cuộc Sống Sao Dê thì chưa có ai lấy hết, cho nên thôi mình lấy cái kênh này luôn. Thì nói chung á là con là gọi là kênh YouTube cho là mới đi. Còn biết là có nhiều YouTuber khác rất là kinh nghiệm hơn con. Thì con phải học hỏi thêm nữa. Thì học hỏi những người đi trước, mình để cho là đi sau đi. Thì người đi trước thì người ta rất là kinh nghiệm hơn mình. Còn mình đi sau, sao kinh nghiệm hơn cái người đi trước được. Ok, vậy thôi xin chào tạm biệt. Đó thì đó là con gửi lời chào đến các cô, các bác, các chú và các anh, các chị. Và nói chung là thương con thì đến tiệm Coffee Lover nằm trên đường Thule Road để mà ủng hộ cho anh Thanh. Tại vì anh Thanh là người có cái trái tim nhân hậu. Là anh Thanh là một người gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, cứu giúp cho những anh em muốn đứng lên. Anh em nào muốn đứng lên thì anh Thanh đều giúp hết, không có từ chối một người nào. Con mong rằng các cô các bác đến tiệm Coffee Lover nằm ở trên đường Thule Road, địa chỉ là 1696 Thule Road, đối diện tiệm bánh mì Hương Lan và bên hông, nói chung là bên hông là khu Lion. Dạ con xin gửi lời chào đến các cô các bác, các chú và các anh chị. Bye bye. Ok, bye bye. Dạ. Rồi.